lại là một mẫu ly 2 triệu. Nhưng mà tiếng bass đánh kinh điển luôn anh em ơi. Anh em mua những con âm ly kiểu này anh em hời luôn về giá. So với cái chất lượng anh em nhận được, bass đánh như dội bom luôn. Bass đang để giữa cho em đây. Tình đời khi trắng khi đen, cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề quen. Gặp thì người thơ làm như chẳng biết bao giờ. Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ. Cuộc đời khi có cho không, đánh rất khỏe luôn. Và những đôi loa bass 25, bass 30 cũng chơi được anh em nhé. Âm ly này ghép vang hát được karaoke. Đó là âm ly giải mã AX530, có tín hiệu giải mã, cứ gọi là căng đét vút chỉ luôn. So với tầm giá anh em bỏ ra đầu tư, màu vàng chanh, hàng vãi zin, hoạt động ok cho anh em. Đường vào tín hiệu anh em bấm vào đây. Đây, chuyển hệ này. Âm ly này có cả radio tần số 90. Và đây là đường input mode. Anh em để chế độ auto, nó sẽ tự nhận đường quang hoặc là analog. Đây, để auto đi, nó sẽ tự nhận quang. Phần này anh em chuyển hệ âm thanh để chế độ shifter. Đó, chỗ này là phần radio, bass chép. Âm ly 6 kênh, 6 input, màu vàng chanh, đẹp, xước sát có, nhưng bảo là hoạt động ok, nguồn đẹp lắm. Sò tầm 8 con đến 10 con sò than. Mặt sau này anh em này, đó, 180W, 100V, tuột mất dây loa, gọi là căng đét vút chỉ luôn. Hãy xoay vô phòng. Nhìn cuộc đời chắc sao không vừa tay vỡ. Nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay. Qua đợi một vài giây nhá. Ok, được quang ở bên này. Đó, quang vào quang ra đều có. Bãi zin đẹp, quan trọng là căng đét, giá rẻ. Những con derby này anh em chơi quá tuyệt vời luôn, chơi đa năng. Thì mới thấy nức nở luôn. Cái giải bass nó đánh rất sâu và êm, đã tai. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em. Giá 2 triệu đồng, giá tại GA Minh Audio Đồng Hà Nội. Quay rất rõ, giới thiệu rõ, test rõ. Cảm ơn. Một sản phẩm quá tuyệt vời, mức giá 2 triệu.